Thưa quý vị và các bạn, vụ án bưu điện cầu voi du hành khắp thiên hạ bằng cỗ máy thời gian của Doraemon. Phùng Phùng Hiếu phát hiện ra vụ việc ở bưu điện cầu voi vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1 năm 2018 khi đến giao báo. Phùng Phùng Hiếu trèo rào ra ngoài hô hoán gọi điện thoại lên bưu điện tỉnh Long An các cán bộ điều tra tỉnh Long An tức tốc từ Tân An tập hợp đội ngủ lại và bật chế độ hù còi phóng nhanh xuống bưu điện Cầu Voi, cách Tân An tầm 8 km. 8 giờ có mặt tại bưu cục Cầu Voi, 8 giờ 10 phút bắt tay khám nghiệm hiện trường vụ án. Vậy tại sao điều tra viên Lê Thành Trung, Nguyễn Thành Quân biết chỉ ngân bán trái cây liên quan mà lấy bản cung vào lúc 8 giờ sáng và kết thúc lấy cung 9 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 1 năm 2018? Đúng là chuyện này không khác gì mấy trang cáo trạng buộc tội Hồ Duy Hải đang ở tiệm cầm đồ ở thị trấn Thủ Thừa, cách bưu điện cầu voi 7,7 km. Nhân điện của vò Lục Đăng lúc 19 giờ 30 phút tối ngày 13 tháng 1 năm 2018, rồi tiến hành cầm điện thoại lấy 1 triệu 500 nghìn đồng, rồi phi về nhà trả tiền cho vò Lục Đăng, sau đó chở đang qua quán cà phê ông Thường, rồi quay về nhà đổi xe Dream phóng tiếp đến bưu điện cầu voi lúc 19 giờ 30 phút. Để đến 19 giờ 39 phút, Đinh Vũ Thường vô gọi điện thoại, nhìn thấy chiếc xe gắn máy để bên ngoài sân và người thanh niên ngồi trên ghế salon trong bưu cục cò voi. Chúng tôi đang được coi bộ phim gì thế này, hỡi các ông cơ quan điều tra công an tỉnh Long An gì đó ơi. Bút lục 131 là biên bản kiểm tra thời gian hay là chuyến du hành xuyên công về quá khứ. Hôm nay vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2008, tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội công an tỉnh Long An, Chúng tôi gồm: một ông Nguyễn Văn Minh, điều tra viên; 2. ông Nguyễn Công Định, cán bộ phòng BC14; 3. ông Lê Ái Dân, kiểm sát viên; 4. ông Nguyễn Văn Thu, ngụ tại ấp 7 xã Nhi Thành, huyện Thu Thừa, tỉnh Long An. Tiến hành lập biên bản kiểm tra thời gian của bị can Hồ Duy Hải, sinh năm 1985, hồ khẩu thường trú 129 gạch 39, nguyên trại phường 2 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, phạm tội giết người cướp tài sản, đánh bạc căn cứ theo lời khai của Hồ Duy Hải và chiếc điện thoại di động có số SIM 0909615712 điện thoại của Hồ Duy Hải. Nội dung lời khai của bị can Hồ Duy Hải, ngày 12 tháng 1 năm 2018, Hồ Duy Hải cá độ bóng đá thua và không có tiền để trả nợ. Sau ngày hôm sau vào khoảng 19 giờ, ngày 13 tháng 1 năm 2018, Hồ Duy Hải đến tiệm cầm đồ Kim Hưng, địa chỉ số 12 khu A, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để cầm điện thoại di động Nokia N73, số SIM 0909 615712. Khi tới tiệm cầm đồ thì vợ Lộc đang điện thoại vào số máy cho Hồ Duy Hải để nhắc nhở Hồ Duy Hải cầm tiền đi chung cho người thắng cược bóng đá. Theo danh sách điện thoại số 0909 615712 thì thời gian nhận cuộc điện thoại là 19 giờ 13 phút 30 giây. Hồ Duy Hải nói chuyện khoảng 30 giây thì tắt máy để làm thủ tục cầm máy với giá 1 triệu 500 nghìn đồng cầm máy xong hồ duy hải chạy xe về nhà đổi xe hồ duy hải đi đường hướng Thủ thừa vòng sang đường về ngã ba bình dinh với tốc độ 60 km trên giờ sau khi đổi xe hồ duy hải lấy xe dream biển số 62h50842 chạy đến quán cà phê ông bảy thanh gặp vợ lộc đăng và đang chờ hồ duy hải đến quán cà phê ông hải thượng hồ duy hải đưa tiền cho đăng để đi chung tiền thua cá độ bóng đá sau khi đưa tiền cho đăng thì hồ duy hải đến bưu điện cò voi để gây án Hồ Duy Hải chạy về với tốc độ khoảng 40 km h Phương pháp kiểm tra, chúng tôi sử dụng hai xe máy mô tô và đồng hồ tính thời gian, bắt đầu xuất phát từ tiệm cầm đồ Kim Hưng và dừng lại tại bưu điện Cò Voi với tốc độ trung bình 40 km h Chạy theo đoạn đường mà bị cáo đã trình bày như lời khai Hồ Duy Hải. Kết quả điều tra, đoạn đường từ tiệm cầm đồ Kim Hưng đến bưu điện Cò Voi là 7,5 km, thời gian 15 phút. Theo đoạn đường bị can đã trình bày, Biên bản kết thúc lúc 20 giờ 40 phút cùng ngày, có đọc lại cho tất cả những người tham gia nghe và đồng ý ký tên xác nhận biên bản. Tên An ngày 14 tháng 1 năm 2008, người lập biên bản Nguyễn Công Định, kiểm sát viên Lê Ái Dân, người chứng kiến Nguyễn Văn Thu, điều tra viên Nguyễn Văn Minh. Sau đây tôi xin được bày một số điểm mù trong biên bản trên. Một, hai xe mô tô không ghi rõ loại xe gì có giống với loại xe Hồ Duy Hải đã sử dụng. Nếu sử dụng loại xe khác thì sẽ không khách quan, tốt nhất là dùng chính xe bị cáo để thử nghiệm. 2. Hoàn cảnh thử nghiệm đi xe không cái quan do kiểm tra ngày 14 tháng 7 năm 2008, lúc đó là vào ngày 12 âm lịch. Trời có ánh sáng trăng, quan sát sẽ tốt hơn so với Hồ Duy Hải là ngày mùng 6 âm lịch không có trăng. Lúc 20 giờ là lúc viết văn bản, tại không phải lúc bắt đầu thử nghiệm hiện trường. Văn bản không có thời gian bắt đầu đi xe thử nghiệm, chẳng biết thử nghiệm vào lúc nào. 3. Khi thời gian Hồ Duy Hải cầm đồ hết bao lâu. Bốn văn bản trên không ghi chi tiết các thời gian không di chuyển như Hồ Duy Hải đổi xe đưa tiền cho vò lục đăng vân vân vân. Tôi tạm tính thời gian nghỉ như sau: 30 giây gọi điện cho đăng. Thời gian Hồ Duy Hải cầm đồ là 5 phút, bao gồm kiểm tra máy, tháo lắp máy, lấy sim trả Hồ Duy Hải, viết giấy tính tiền, đếm tiền đưa cho Hồ Duy Hải. Quý vị phải để ý văn bản ghi là khi tới tiệm cầm đồ thì vò lục đăng điện thoại, không phải là đang trong quá trình làm thủ tục cầm đồ. Thời gian nhanh nhất đi xe vào nhà, lấy xe luôn ra cổng phải mất 30 giây. Gặp Đang dừng xe lại để Đang chờ mình hết 15 giây. Đến quán cà phê Hải Thượng đưa tiền cho vò Lộc Đang. Đang kiểm tra tiền rồi Hồ Duy Hải cầm lái mất 30 giây. Chạy đến bưu cục của voi, chống xe xuống cởi mù bảo hiểm, áo gió mất khoảng 30 giây. Tổng thời gian chết là 7 phút 15 giây, còn lại 7 phút 45 giây. Trên đây là tôi đang tính theo suy đoán vô tội nhanh nhất có thể cho mấy ông thử nghiệm. Theo biên bản khám nghiệm thì tốc độ trung bình là vận tốc trung bình bằng mở ngoặc 7,5 x 60 x 60 đóng ngoặc chia cho mở ngoặc 7 x 60 đóng ngoặc cộng 45 bằng 58 km trên giờ lớn hơn rất nhiều so với 40 km trên giờ. Nếu muốn đạt tốc độ trung bình thì phải là tay lái cứng và rất ưa mạo hiểm. Vì theo tôi biết đoạn đường ngày xưa chỗ Hồ Duy Hải rất xấu, có nhiều khúc cua ồ gà, đường có nhiều đoạn đang làm vì có quá nhiều lần nghỉ giờ chừng. Nên hầu như người lái xe phải đi trên 80 km trên giờ, đường xấu chưa có điện như bây giờ, nếu đi với tốc độ này đúng là tốc độ bàn thờ. Xét về tốc độ thì chẳng ai ăn được bốn anh Long An này. Chỉ trong khoảng 15 phút khoảng cách không gian, các anh đi là ngược thời gian về quá khứ 6 tháng một ngày. Nếu xét về khoa học thì các anh đã phá vỡ thuyết tương đối của nhà khoa học vĩ đại Anh Thanh về tốc độ ánh sáng là một giới hạn, mở ra chương mới cho con người trở về quá khứ bằng hai chiếc xe mô tô của mình hàng xe gì không biết mà ghế vậy, nhưng không thể là xe Dream. Tính sơ sơ về vận tốc xe máy thì bốn ông sẽ đi với vận tốc trung bình là mở ngoặc 300.000 km nhân 181 ngày nhân 24 giờ nhân 60 phút đóng ngoặc tất cả chia cho 15 phút kết quả sẽ là 17.376 nhân 300.000 km có nghĩa là nó lớn hơn 17.376 lần vận tốc ánh sáng thật kinh khủng từ xa xưa đến nay chưa ai làm được điều đó không tin mời các bạn thử xem, ngày lập biên bản vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2018 kết thúc vào lúc 20 giờ 46 phút ngày 14 tháng 1 năm 2018. Tôi hơi buồn vì nếu đúng là vào ngày 13 tháng 1 năm 2018, các anh bắn luôn kẻ giết người có phải tốt không? Đúng giờ gây án theo cáo trạng, đây chính là thực nghiệm hiện trường căn cứ theo lời khai của anh Đinh Vũ Thường và lời khai của Hồ Duy Hải để xác định cậu ấy có mặt tại bưu điện cò voi vào lúc 19 giờ 30 phút. Nó chính là một trong điều mà công an tỉnh Long An và 17 vị phán quan đem ra làm luận chứng kết tội Hồ Duy Hải ở phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. Văn bản này kỳ lạ vẫn còn giá trị pháp luật, đúng là có sai sót không làm thay đổi bản chất vụ án. Mời quý vị và các bạn từ đánh giá. Giải đáp thắc mắc về khám nghiệm hiện trường lúc mấy giờ? Bưu lục 44 nằm trong một bộ hồ sơ cáo trạng vụ án bưu điện cò voi buộc tội hồ duy hải giết hai nữ nhân viên bưu điện cò voi tức là hồ sơ cũ mà luật sư trần hồng phong đã giữ kêu an bấy lâu nay xác định đúng thời gian khám nghiệm hiện trường bắt đầu lúc 8 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1 năm hai tại bưu điện cò voi ấp năm thuộc xã nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an điều tra viên lê thành trung phụ trách vậy biên bản lời khai của chị nguyễn thị bích ngân người bán trái cây lấy lúc 8 giờ ngày 14 tháng 1 năm hai cùng do điều tra viên Lê Thành Trung đứng tên, cùng điều tra viên Nguyễn Thành Quân. Nếu đặt bên cạnh biên bản khám nghiệm hiện trường sẽ thấy rất kỳ kỳ. Một vụ án hai nạn nhân kết quả một hung thủ tử hình mà một bộ hồ sơ đọc vô muốn tậu hòa nhà ma vì độ hư hư thực thực của nó. Thật buồn cho chúng ta khi phải sống và làm việc trong một nền pháp luật không biết gọi bằng tên gì cho đúng. Nếu chúng ta được sống và làm việc trong một nền pháp luật nghiêm cẩn và thường tôn từ những người cầm quyền thì Việt Nam ta cường thịnh đâu có khó gì. Vụ án bưu điện cò voi, nghỉ mấy anh cơ quan điều tra công an tỉnh Long An xưa cùng tội. 19 giờ 13 phút, nhân chứng Hồ Văn Bình vô gửi xe thấy một thanh niên và xe máy trong bưu cục. 19 giờ 30 phút quay lại lấy xe, vẫn thấy thanh niên đó và cái xe đó trong bưu cục. Thế nên buộc tội kết luận Hồ Duy Hải có mặt ở bưu điện cò voi trước 19 giờ 30 phút chăng. Khổ tiếp theo là 19 giờ 13 phút 21 giây, Hồ Duy Hải lại có cuộc gọi của vò Lục Đăng. Lúc đó Hồ Duy Hải đang chuẩn bị cầm đồ nghe điện thoại xong Hồ Duy Hải cầm đồ, khổ tiếp nữa là điện thoại của Hồ Duy Hải, thời đó là N73, tháo pin ra rồi mới tháo sim trả, trước đó còn phải kiểm tra nữa chứ, trả sim xong rồi làm giấy tờ, đưa tiền rồi Hồ Duy Hải mới về chỗ lục đang trả nợ, rồi bắt Hồ Duy Hải, Hồ Duy Hải sau 2 ngày ăn nghiệp vụ thì khai nhận tội, khai hành trình di chuyển, Hồ Duy Hải có xe quay, Hồ Duy Hải khai chạy xe quay về gặp vợ lục đang, trả tiền xong này kia Hồ Duy Hải tới bu cục của voi, chuẩn như cm chưa? Chưa, khổ hơn nữa là Hồ Duy Hải đi xe quay mà lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường là thấy cái xe đờ rim cao lúc 19 giờ 39 phút, vậy thì Hồ Duy Hải khai là đi xe quay đâu có được. Hồ Duy Hải lại khai bản mới, cái thằng mất dạy hành tội các anh điều tra thật. Bản khai này Hồ Duy Hải phát sinh, hay ai phát sinh thì không biết. Vòng về nhà đổi xe cho dì út đi chợ, chưa bàn dì út đi chợ gì mà ở nông thôn lúc 7 rưỡi đến 8 giờ tối. Nhưng về đổi lại lại phát sinh ra thêm 400 mét đi về nhưng mà sự đó trùm cắp như rơi nhà nhà đóng công chứ và xe cổ không lẽ cứ cắm chìa khóa để ngoài đường công đoàn đổi xe này tính ra tốn quá nhiều thời lượng còn trừ với trình độ cấp 3 thì cầm đồ còng đổi xe còng đếm tiền chưa bàn mấy quà dừng lại dặn dò nhau thì mất nhẹ cùng nửa thời gian của 15 phút đấy là vội vàng lắm ấy còn nửa của 15 phút thì chạy xe như thế nào với 7,9 km đường đây đường ngày xưa còn tối đêm đen đất đá ổ trâu ổ gà điều đó là vô lý Thế là lại khổ lời khai của anh Hồ Văn Bình, thấy người thanh niên và xe máy từ khoảng thời gian 19 giờ 13 phút đến 19 giờ 30 phút bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Thế rồi các điểm mốc Hồ Duy Hải đến bưu cục của voi, dần dần được các anh cơ quan điều tra công an tỉnh Long An nới thêm vài phút cho đỡ vô lý mà kiểu nới như ước chừng. Quý vị và các bạn có thấy khốn nạn hay không? Án từ mạng người mà lại ước chừng. Rồi đinh vụ thường tuần 19 giờ 39 phút mới vô bưu điện, sao không sửa thành 19 giờ 38 phút? Hồ Duy Hải tới bưu điện cầu voi luôn đi, tại sao lại sửa thành 19 giờ 34 phút làm chi? Chúng tôi đã thử nghiệm rồi, làm như ăn cướp cộng đường đẹp như mơ, mà mất 22 giây. Luật sư Trần Hồng Phong âm thầm làm thử hồi năm 2011, chưa tính thời gian cầm đồ, đã mất 17 đến 18 phút rồi. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn có kết luận cần tới 28 phút. Vậy thì quý vị và các bạn có tin rằng Hồ Duy Hải chạy hành trình thần thánh đấy hay không? À, với cái thời gian mà một cái vụ án mà nó rơi vào đến 12 13 năm. Thì cái thời gian bắt đầu cái vụ án nó sẽ, hồ duy hải nó xảy ra đấy. Thì mình là người miền Bắc cho nên vụ án thì nó xảy trong Nam. Nhưng nói bằng thực là mình nghe rất nhiều những cái tin về cái cái vụ án hồ duy hải này. Ngay từ đầu tiên cái vụ án nó xảy ra thì nó có rất nhiều những cái luồng dư luận khác nhau nhưng mà cũng có những cái luồng dư luận mà mình cảm thấy là cũng có một chút sát tín vì cái vụ này nó là cái vụ án mạng không phải là một người mà nó là hai, hai hai án mạng thì ai cũng biết rằng là sau một cái thời gian mà khoảng 6 tháng sau thì cái vụ này đồn lên rất là mạnh lúc đầu thì ai cũng khẳng định là hồ duy hải là cái người chỉ bị gán tội thôi ai cũng bảo là bị gà bị gán tội thôi đấy nhưng sau một thời gian tầm cỡ hai năm sau hai năm sau thì theo như mình mình nghe gọi là nói chung là chuyện toàn chuyện giang hồ thế nhá không phải là chuyện chính thống đâu thì là mình nghe thấy nói rằng là cái vụ án này đã chìm xuồng rồi coi như là hồ duy hải đã bị tuyên án tử hình và cái vụ này là coi như là hồ duy hải chính là thủ phạm nhưng mà trước cái lúc đấy đấy thì mình nghe những anh em giang hồ nó nói rằng là đây là giang hồ ấy nhá nó nói rằng là do là cái bưu điện này có cái bưu bưu điện không biết cầu vay cầu gì đấy hay là có hai có hai đứa con bé này được nhờ được nhờ chuyển một cái đến cái bưu điện đấy và được được nhờ để chuyển một cái số một cái số lượng hàng quốc cấm vì ngày xưa là cái hàng quốc cấm nó quý nó hiếm lắm chứ nó không như bây giờ tấn mới tạ đâu các bạn hình đúng không đấy thì do là cũng tranh chấp địa bàn rồi làm ăn rồi là chung quy lại là dính níu và con ông mẹ mày to đùng đùng ấy thế lại giao lại không đúng người giao lại không đúng người thế cho nên buộc lòng là cay cú nhau rồi cuối cùng là nó thịt nó thịt cái uh, hai con bé này nói chung quy lại là giết một cách cũng rất là dã man đấy thế cho nên là cái vụ án này nó bảo là giang hồ nó nói là phải chìm xuồng thôi vì nếu mà bới ra thì nó rất nhiều rất nhiều rất nhiều những người sẽ phải chết đấy thì lúc đấy thì mình nói thật mình ở ngoài mình ở ngoài bắc thì mình quan tâm gì chuyện trong lao đâu hình dung không thế nhưng mà mình nghe vụ vụ án chúng nó kể rất là ly kỳ mà những người kể là những cái người mà nói bằng thực là kể cả trong ngành công an luôn cho đến những cái thằng bụi đời đầu gấu mà gọi là có tiếng tăm lừng lẫy luôn đấy các bạn hình dung không tức là kể cả những cái thằng mà có bụi đời đấy mà tiếng tâm gọi là có tiếng tâm mà có uy tín ấy, có trọng lượng về lời nói ấy, là nó cũng kể là đúng là đúng là như vậy và chúng nó khẳng định là như vậy nhưng mình thì với nghe qua tai thì mình cũng xác định là chỉ là cái cái truyền truyền tin thôi và với cái với cái bản năng mà nói bằng thực bản năng là không tin đời của mình ấy nhá thì mình nói bằng thực là mình cho rằng là bọn công an nó chỉ bịa lên một câu chuyện để đi nó moi thông tin thôi các bạn thấy chưa không gọi là đặt câu chuyện làm hàng để để lấy thông tin. Đó. Đấy là với cái bản năng của mình. Nhưng sau này thì nó rồi sau nhiều năm và đến bây giờ là 12 3 năm rồi. Thì cái nguồn tin chính xác thì chung quy lại là mình cũng không thể nói chính xác được vì nó chỉ là những cái nguồn tin gọi là giang hồ nó nó, nó nói thôi. Thì là dính vào con cháu nhà ông nó rất là to à? và chung quy lại là cái vụ này nó phải chìm xuồng. vì nếu mà không chìm xuồng thì nó liên quan đến là Hàn Quốc cấm này rồi là cái số lượng lớn này rồi là vụ giết người này thì nhiều người phải chết Còn cái thằng Hồ Duy Hải ấy Thì là cái thằng Trung Quy lại bị gán tội Nhưng mà với cái bản năng của mình ấy mình đã nói rồi là mình chả tin ai cả Thế nhưng là sau một thời gian Thì mình thấy kể cả đến là Đến những ông mà gọi là thẩm phán Tức là phán tội cho Hồ Duy Hải ấy ông cũng còn có những cái tin mà mà gọi là có những cái uh, ghi âm điện thoại ghi lại thì ông cũng nói rõ rằng là ông cũng biết rõ là đến mức độ thẩm phán mà khi phán tội cho cái người bị bị tử hình mà ông còn khẳng định ông còn nói rằng là ông cũng biết rõ hồ duy hải này là không có tội thì mình lúc đấy thì mình đặt vào trong đầu mình một cái niềm tin đặt vào đầu mình một cái niềm tin là giang hồ nói là chuẩn các bạn hình dung và mình cũng biết rằng là đã điều khiển được đến mức độ thẩm phán Mà đã quyết án tử hình thì một cái lực lượng, cái thế lực nó không phải là nhỏ Các bạn hình dung không? Đấy, cho nên là hôm nay mình nói qua về cái vụ Hồ Duy Hải là như vậy Thì cái vụ Hồ Duy Hải này kể cả đến những cái năm 2000 2013, 14 thôi, 15 Vẫn đồn dầm lên Vẫn dầm dầm dầm, dầm lên Các bạn hình dung Mà thậm chí nó bảo là kể cả cái thằng mà nó có đã có những thằng mà đã uống rượu mà nó đã ngồi mà nó đã nói rằng là cái vụ án này như thế nào như thế nào nó nói thông anh vách luôn thế nhưng mà có những cái ghi âm lại thế nhưng mà thậm chí biết rõ là thủ phạm nhưng cuối cùng là vẫn chìm xuồng và những cái người mà điều tra viên rồi là những người gọi là dính níu của cái vụ việc nên là gần như là nó như kiểu một vụ án nó cực kỳ ly kỳ ở cái đoạn nó rất nhiều người chết mà toàn điều tra viên rồi là công tố viên chết nó khủng khiếp và đến hôm nay thì các bạn thấy rồi chúng quy lại là xử thì coi như một phiên xử kín vì lý do là luật sư thì cũng bị gọi là trục xuất ra ngoài <laughs> trục uh, luật sư không được quyền tham gia và mình cũng nghĩ là nếu mà như cái vụ hồ duy hải này ấy, thì luật sư cũng không nên tham gia luật sư cũng không nên tham gia vì nếu mà tham gia thì nó rất là nguy hiểm vì khi mà người ta đã khui cái vụ này ra ấy, thì chắc chắn là mình tin chắc rằng là nó phải có những cái người mà người ta làm trong chính quyền thì người ta cũng có những cái chức vụ nó phải thật to và cái thứ hai nữa là người ta cũng đứng về chính nghĩa người ta mới có đủ bản khả năng để mà khui ra cái vụ này vì cũng như tôi nói rồi tất cả những yêu ma quỷ quái nói bằng thực các bạn là nó đều là con quan... đấy cũng như xem phim tôn không đấy toàn của phật tổ như lai với của phật bà có đông các bạn tưởng tượng ra như thế các bạn hình dung được nhưng tôi tôi không nói chính xác đấy là mình phải xác định rõ với nhau như vậy vì tôi cũng nghe cái vụ án này gần như nó ly kỳ nhất việt nam này luôn nhất việt nam này luôn nếu nói vụ án nó ly kỳ ở cái đoạn là rất nhiều những cái thằng mà công tố viên rồi là những cái thằng thanh tra rồi là tránh thanh tra rồi là thậm chí cái, cái bọn công an điều tra là chết một loạt thằng nào cứ dính vào là chết nó ly kỳ cái đoạn đấy thôi chứ còn nó ly kỳ và cái thứ hai nữa nó nổi nó, nó, nó lên một cái tình thương yêu của một người mẹ phải nói là khủng khiếp Hãy nói khủng khiếp Bà ấy viết đến mới đến hơn 2.000 lá đơn Các bạn tưởng tượng là bà ấy viết hơn 2.000 lá đơn Thì bà thì các bạn biết là bà ấy viết như nào chưa Mà trong 13 năm Đúng không Mà viết 2.000 lá đơn Thì tôi hỏi các bạn là gần như cứ Vài ngày bà ấy viết Bà lại viết đơn Rồi bà ấy mang đi khắp nơi như thế Mà mà, mà 2.000 lá đơn đấy thì Với cái cơ quan công quyền ở Việt Nam mình Thì các bạn biết rồi Thì nó cũng không phải là gửi cùng nắm Thế bây giờ những cái vụ việc mà nó từ ví dụ nó từ quận đúng không huyện đúng không nó lên thành phố đúng không hoặc là lên tỉnh đúng không nó lên trung ương mà đã lên trung ương thì bà ấy viết đến mức độ 2.000 lá đơn như thế mà đến bây giờ thì mới thấy rằng là cũng có mang ra xét xử nhưng mà mình tin chắc cái khả năng cái khả năng được sống của thằng hồ duy hoài hồ duy hoài này là cái khả năng được sống là nhiều vì để mà ép buộc một cái người không có tội thì tôi nói bằng thực vô cùng là nó rất là khó khăn các bạn nhìn không ép buộc một người mà người ta không làm ấy thì tôi nói bằng thực khó khăn như lên giời nhưng cái khả năng ấy, tôi lại nhận định theo có thể là khác các bạn tôi nhận định theo khác các bạn một chút vì tôi cũng nói thẳng là với một con người với cái tầm tuổi trẻ như như hồ duy hải mà nhốt vào tù mà luôn 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 chân cùm đúng không mà ăn cái án tử hình là có nghĩa là không khoan nhượng các bạn tưởng tượng các bạn hình dung những cái người mà bị rốt trong nhà tù ấy, mà chờ mà đi ra gọi là xử tử ấy. thì tôi cũng nói thật với các bạn câu các bạn hãy tưởng tượng lại cho tôi cứ tầm khoảng <laughs> mẹ cứ tầm khoảng ba bốn giờ sáng và nghe cái tiếng giày đinh của bọn quản giáo ấy nhá thì các bạn biết là chuẩn bị lôi ra tắm rửa để xôi, để ăn xôi thịt ấy. thì tôi nói các bạn nghe là nó cực kỳ là kinh khủng nó cực kỳ là kinh khủng mà thậm chí những cái buồng mà gọi là cái xu ấy, nó giam có phải giam một người đâu các bạn như không? nó ra một dãy ấy. thế mà nếu ví dụ mà tầm sáng ấy mà có ai mà bị mang đi xôi thịt thì tôi nói các bạn nghe những cái con những cái con người mà ở cạnh buồng ấy tôi nói các bạn nghe một câu cũng vãi đái cho quần đấy mà đến mười mấy năm giờ như vậy thì tôi không tôi cũng cảm giác là tôi không tin là những cái con người mà trẻ như vậy mà nếu mà người ta lại không không là những người mà không gây ra cái án mạng không, không thì bạn các bạn thấy nhung không người ta chịu đựng làm sao được tôi nghĩ có khi phát điên nhiều những thành phần tôi nói thật nó vào mà nó ăn cái án tử hình rồi đấy. nó chỉ mong được chết sớm vì lý do là cái cái sức chịu đựng của nó không thể chịu đựng nổi nó không chịu đựng nổi với cái những cái sức ép trong nhà, trong cái nhà tù tôi nói với các bạn nghe một câu là chân cùng đúng không trong cái đấy với những cái khắc nghiệt ở trong nhà tù các bạn thấy nó khủng khiếp như nào mà nhất lại con người các bạn thấy không cứ sáng ra mà nghe tiếng giày đinh nó đi không cẩn thận là nó bê ra nó sôi thịt là chết Cái người mà có khi người ta đánh nhau ấy, Tôi nói các bạn nghe chết chóc hoặc là bị chém bị chung tôi thấy nó bình thường Nhưng mà cái người mà chỉ có nằm trong bắt đầu ngồi chờ để mang ra thịt Thì tôi nói các bạn nghe Nói bằng thực các bạn một câu là hiếm người mà có đủ bản lĩnh được Trừ những cái thành phần mà nó nó xác định rằng là cái tội của nó là cái tội giết người rồi Và nó đã hành động rồi nó không thể nào mà có thể là có cái cửa gì để lo chạy cho nó được thì tôi nói các bạn nghe nó chấp nhận nó cam tâm ok sống được ngày nào hay ngày đấy đến lúc đi sớm cho nó thanh thản nhưng mà những cái người như hồ duy hải với cái tầm tuổi trẻ như vậy thì tôi nói các bạn nghe một câu nó là một cái khủng khiếp nó đầy đọa về cái tâm sinh lý cái tâm lý con người nó là nó là vô cùng tận chắc là không ai hiểu được đâu chắc là không ai hiểu được tôi nói đơn giản chắc là không ai hiểu được các bạn thử thấy xem như tướng tá của Việt Nam này, Đúng không? Rồi đến bộ trưởng của Việt Nam Rồi thứ trưởng của Việt Nam Còn toàn những loại tướng tá gọi là Hô mưa gọi gió Giết người chỉ bằng một cái nháy mắt thôi, nhá. Mà tôi nói các bạn nghe Lúc ra tòa xử có năm bảy năm mấy chục năm Tôi nói các bạn nghe cái khóc tu tu Thì các bạn thử hình dung cái vụ Hồ Duy Hải này Mười mấy năm rồi Đằng đẵng Để chờ mang ra giết thì các bạn biết nó nó là một cái các bạn cứ thử tưởng tượng cho tôi một chút đi thì các bạn biết rằng là tôi không tôi nghĩ là hồ duy hải này nếu mà có sống mà về được ấy, thì ít ra nó phải chục năm sau nó mới ổn định được tâm sinh lý các bạn thấy không? mà trong cái đấy tôi tôi nghe giang hồ nó nói thì nói bằng thực gần như giang hồ nó đều nói rằng là hồ duy hải này là người bị gán tội thôi các bạn thấy không tức là phải gọi là chết 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 thế ấy nhưng không hiểu sao cái mạng của cái thằng của hồ duy hải này nó cũng tương đối là lớn mạng nó quá lớn mạng có lớn hay không là chính là do người mẹ người mẹ thực sự mà nói nếu không có cái người mẹ như vậy mà không có đủ lòng tin can đảm và cũng không có nhiều người tôi nói thẳng cũng không có người, nhiều người giúp đỡ bà ấy thì tôi nói bằng thực con bà ấy xôi thịt từ lâu rồi nó cũng là nó cũng là cái bất khuất thực sự đúng là người mẹ Việt Nam anh hùng ấy. nếu mà Hồ Duy Hải nó mà là nó được coi là minh oan ấy với cái khả năng ở cái xã hội như bây giờ thì tôi nói nói bằng thực các bạn cái khả năng minh oan là rất ít các bạn nhìn dung không cái khả năng minh oan là cực thấp nhưng nếu nó được minh oan thì đúng cái... cứ gửi mát liên tục này thôi nhỉ nếu có thì đúng là những những người mẹ phải quá những người mẹ như thế thì mới quá những thằng con nó mới sống được, mới tồn tại được. Thì các bạn cũng thấy rồi. Cũng nhiều vụ các bạn chưa tưởng tượng được đâu nó khủng khiếp loài người như nào. Nha, có những cái vụ mà đến mức độ mà không giết người bị gán cho cái tội giết người rồi, đến lúc vào trong tù rồi. Tôi nói cho bạn nghe lại còn ghép ghép thêm cái tội nữa. Ghép thêm một cái tội tử hình nữa, tức là tội giết người nữa. Mà rõ ràng là cái thời gian trong tù thì đi làm sao giết người ngoài xã hội được <laughs> Các bạn thấy khủng khiếp không? Tức là người ta có bằng chứng ngoại phạm tuyệt đối luôn Tức là cái người trong tù rồi Cái thời gian giam giữ thì làm gì có chuyện mà giết được người ngoài xã hội được Thế mà nó còn đặt tiếp cho một cái tội giết người nữa. Sợ chưa? Các bạn thấy nó khủng khiếp chưa? Và thậm chí đến bây giờ người ta cũng tìm ra rất là nhiều Người ta cũng tìm ra nhiều những cái vụ Một là do là vô tình bia rượu vào Các bạn hình chưa không? bắt đầu là cái thằng giết người thật ấy. bắt đầu nó ngồi bắt đầu nó mới chém chuyện nó nói phét ra nó nghĩ thằng bao năm rồi có thằng đi tù rồi nó ngồi nó nói phét ra thì bắt đầu là vô tình người ta lại khui ra hai nữa rằng là vô là vô tình bắt được tội phạm bắt được tội phạm hoặc là ba nữa là những cái thành phần nó tự ra tự ra nó đầu thú thì mới cứu được những cái người mà bị đặt án tử hình thôi chứ các bạn không biết rằng là trong cái luật pháp việt nam mình là nó cống cấm, cấm ép cung tra tấn ấy nhục hình đấy nhưng tôi nói các bạn nghe một câu cái bọn công an cộng sản này thì các bạn biết là vào 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 phường xã quận huyện thôi nó còn đánh người ta đến mức độ như nào đánh chết người ta rồi thì đừng có nói chuyện rằng là nó bắt người ta vào trong trong những cái trại giam kín mít như thế mà nó ép cung người ta đến khủng khiếp như nào các bạn không biết được mà nó có cái những cái cách mà ép cung mà nó đánh người mức độ dã man tàn bạo như nào đấy là sự thực các bạn biết biết là nhận tội là phải chết nhưng vì có những người đau quá không thể chịu nổi mà phải nhận tội các bạn hình dung mà phải nhận tội thậm chí nó bắt diễn đi diễn lại diễn đi diễn lại đến mức độ thành thục luôn ngày nào nó bắt diễn rồi đến cái lúc mà trở thành như như những hành động theo quan tính ấy. rồi nó cũng bắt dẫn ra hiện trường rồi là thao tác ở hiện trường như thật luôn mẹ dân chúng mẹ mày chứng kiến luôn nhưng thực chất người đấy chưa phải là người chứ không phải là người giết người người đấy không hề có tội thế cho nên một cái sự các bạn thấy một cái xã hội nó như vậy thì các bạn thấy dung chung không? nó đang ở hàng bao nhiêu năm rồi nhá những người bị đặt tội gán tội nhá những người bị ép cung tra tấn nhục hình để mà nhận tội thì các bạn phải tưởng tượng rằng là nó cách đây khoảng mười mấy năm rồi nhá kể cả như là thanh trấn này là cái anh lén anh liếc đấy đấy rồi nhiều nữa và tôi cũng nói thẳng với các bạn một câu là đến mức độ mà nó đặt tội cho người ta gán tội cho người ta cái tội giết người được thì các bạn biết rằng là những cái vụ án mà oan sai mà không có tiền ấy, tức là tội bé nó xé ra to ai tôi nói các bạn nghe nó quá nhiều luôn nó quá khủng khiếp luôn tức là gần như án ở việt nam mình nó nó gần như là cứ có tiền là không có án còn nếu mà không không có tiền thì án bé nó sẽ ra to các bạn hiểu không mà chúng nó sử dụng nhà tù và bạo lực để làm gì để ép cái người tù nhá phải ra tiền phải lôn tiền ra đấy là sự thực luôn và cái sự tàn bạo của chúng nó thực sự mà nói còn hơn cả kẻ cướp cái tàn bạo của nó còn 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 hơn cả kẻ cướp thế cho nên là có nhiều cái vấn đề cái vấn nạn của xã hội tôi nói đơn giản không phải là vấn đề đâu mà là cái vấn nạn vấn nạn khủng khiếp của xã hội nếu người việt nam mình mà ai cũng im lặng thì im lặng có nghĩa là cái gì im lặng là một sự đồng ý mà im lặng thì có nghĩa là đồng ý với cái gì đồng ý với cái sự bạo tàn và cái sự bạo tàn thì các bạn biết rồi nó cứ mỗi ngày nó trở thành một trở thành quen đấy tôi lấy ví dụ như tất cả những kẻ tù tội ở việt nam người ta nói là đi cải tạo lao động rồi là đi uh, uh, gọi là đi uh, học tập nhưng tôi nói các bạn nghe một câu các bạn thử tưởng tượng xem tôi cứ hỏi luôn mấy cái ông ngành tòa án luôn là tất cả những người đi vào tù rồi nhá thì có bao nhiêu phần trăm không tái phạm hay là đến tầm cỡ phải đến 97% trăm là tái phạm ví dụ 100 người đi tù chỉ có ba người về là là không tái phạm còn đâu là cứ gọi là Việt Nam nó có câu truyền miệng với nhau đó, Là cứ ngắn thì hai Mà dài thì một Tức là thằng nào đã đi ngắn ấy, Thì ít nhất phải đi đến tăng thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa Ví dụ là đi án ngắn là còn giả dụ 3 năm, 5 năm, 7 năm Còn đi án dài là ít ra là phải từ 25 đến trung thân Thì mới đi có một lần Các bạn hình dung Tức là nó rốt cho ngố người ra Thì ra ngoài xã hội thì đúng thật Về rồi rượu chè bê tha bê bết rồi Chết lăn chết lóc ở đâu chết chứ còn những cái thành phần đã đi năm bảy năm về lại tiếp tục mà thường là không gần như là nó chúng nó nói mới gọi là cái truyền miệng với nhau là ở Việt Nam tù Việt Nam ấy, đã có tăng một là có tăng hai đã có tăng một là có tăng hai ít ra thằng nào cũng phải đi hai thằng là thấp nhất cái cho nên rằng là, là cái môi trường học tập cải tạo ở Việt Nam mình nói bằng thực nó là cái môi trường gì đâu nó chỉ là môi trường để cho bọn quản giáo cái bọn kền kền ăn sắt thối mấy cái bọn công an ấy nó làm tiền những cái những những cái người tù thôi các bạn hiểu nó làm tiền đủ các kiểu con nào đều các bạn biết không đến mức độ mà nhà tù thậm chí các bạn thấy không những người tù ấy, nó bảo học tập la cải tạo cái gì nó bắt người ta vào đấy nó nó rốt người ta vào nó bắt người ta lao động như gọi là còn hơn tù khổ sai hơn tù khổ sai mà thậm chí nó đánh đập nó quay người ta không bằng một con vật mặc dù những cái thằng nói bằng thực những cái thằng lấy ra ngoài đời tôi nói các bạn nghe nó chẳng dám đánh đấm nhau với ai đâu nhưng vào trong vào trong trại nó có cái chức của nó ấy. thì tôi nói các bạn nghe một câu nó có quyền mà nếu nó, nó cái quyền của nó là có gì nó có thể sự cấu kết rồi xui thằng khác rồi nó thậm chí là nó cai quản tù nhân nó ép tù nhân phải phải lệ nhau các bạn đi và cuối cùng là nó chỉ một hai năm thôi tôi nói các bạn nghe chỉ một hai năm thôi khi bắt đầu đã biết đánh người rồi biết bạo lực rồi thì tôi nói các bạn nghe mà nó chúng nó trở lên rất côn đồ luôn đấy các bạn thấy không rất côn đồ luôn thậm chí tôi nói ra đơn giản những cái năm mà hai nghìn ba tư các bạn biết rồi quản giáo đấy một thằng nghe trưởng ca mới một một ông phó phó phó, phó một, ừ, một, ông phó một thằng phó phó ca mấy cả một ông phó trưởng trại đấy, đấy nhận nhau bố con thì giết nhau bắn nhau luôn trên bàn học giết nhau luôn trên bàn họp thế cho nên tôi nói các bạn nghe một câu là với cái việt nam mình muốn thay đổi được cái xã hội thì phải xây thay đổi cái mô hình cách thức ở trong nhà tù và cái cách quản giáo dạy dỗ những người mà đã vô tình bốc đồng hoặc là ví dụ có một cái điều gì đó vì cuộc sống mà người ta chót lầm nợ chót sai lầm thì phải sửa chữa cho người ta đây nó tôi nói bằng thực các bạn ở trong cái nhà tù cộng sản này nó không có gì sửa chữa cho ai hết nó là một cái lơi chỉ có gọi là Đào tạo những con người mà khủng khiếp hơn Tức là người ta có khi người ta ở ngoài xã hội Người ta chỉ là những cái thanh sắt vụn Nhưng mà khi vào tù Cái nó biến người ta trở thành những con dao giết Mà những con dao ấy thì cứ hàng ngày nó mài rũa rồi Cuối cùng chúng nó lại học nhau Và nó ra ngoài xã hội Tôi nói các bạn nghe lần này chỉ đánh nhau Lần sau thì giết người Lần này thì ăn cắp, lần sau thì ăn cướp Các bạn hình toàn thế này tức là trong cái môi trường nhà tù là môi trường khốn nạn nhất để mà đào tạo lên để mà làm làm hỏng cái xã hội còn cái môi trường ở cái môi trường học của thì các bạn biết rồi nó dạy trẻ em tôi nói các bạn nghe gần như không có tư tưởng mục đích gì hết nó không có lý tưởng không có mục đích rồi đến cái lúc mà những đứa trẻ nó học xong rồi đến năm 26 mươi sáu hay bảy tuổi rồi ngô nga ngô nghê đi ra làm tôi nói các bạn ngô nga ngô nghê đi ra làm đi ra làm thì lúc đấy lại học học cái thói lưu manh côn đồ phải lại phải tầm cỡ mất mười mấy năm nữa mười mấy năm năm nữa đến năm bắt đầu ít ra phải gọi là từ ba tư tuổi đổ ra tôi nói đơn giản thằng nào khôn lắm ba tư tuổi đổ ra mới biết cái cách nêu manh và mới biết là cái xã hội này nó khốn nạn như nào và mới biết, biết nhìn mặt được mặt người thì lúc đấy bắt đầu mới kiếm được tiền các bạn nhé thì khi mà chúng nó lao vào tiền lao vào kiếm tiền thì các bạn không thể tưởng tượng được nó biến cái xã hội này trở thành một cái chỗ để cho nó vặt lông các bạn nhé và đỉnh cao của những cái vật lông như là cái gì là có những cái đại biểu quốc hội ấy. người ta bảo bây giờ vật lông của đánh thuế người dân là như vật đông vịt ấy. các bạn nhớ. vì vật làm sao cho cho cái lũ vịt nó đừng kêu đấy nó là vậy và cuối cùng tất cả mọi cái thì bắt đầu là khi cái xã hội này nó đã nó đã đến một cái mức độ như thế rồi các bạn biết không thì tôi nói các bạn nghe là những cái chuyện mà chúng nó ép tội, chúng nó đặt tội, nó gán tội cho người ta những cái tội mà các bạn biết dã man luôn. còn thực sự để mà để mà nói về cái vụ là hồ duy hải này thì tôi nói bằng thực nếu nó nói về để mà dân chúng rồi là dân chúng thì nhiều người không quan tâm nhưng mà những ai đã quan tâm hoặc là những cái thành phần đã biết chơi bời ngoài xã hội tí thì gần như nó đều nói là thằng hồ duy hải này là là bị bị phải nhận bị bị đặt tội bị phải chết nhưng không biết là cái vụ xử này nó như thế nào nhưng tôi tin chắc là nếu như theo cái thời thế hiện hành bây giờ thì cái khả năng sống của hồ duy hải này là có vì tôi chỉ cần lấy một cái đơn giản như này thôi tôi chả phải là luật sư nhưng tôi chỉ cần nói đơn giản ví dụ trong trong những cái tình tiết nhỏ thôi nhá là nó mập mờ cái đoạn là bây giờ là không có nhân chứng không có vật chứng đúng không không có nhân chứng không có vật chứng thì các ông không thể xử người ta vào án tử hình được nếu mà không có nhân chứng không có vật chứng mà các ông xử người ta vào án tử hình thì tôi nói bằng thực như thế thì Đúng là người ta bảo là bao cao su phải gọi các ông bằng cụ Đúng không? <laughs> Bây giờ một cái vụ mà ra tòa xử án mà không nhân chứng, không vật chứng Đúng không? Bây giờ làm gì có nhân chứng, làm gì có vật chứng Mà nếu mà tôi nói bằng thực, nếu có nhân chứng thì cũng Mẹ nhân chứng thì tôi nói bằng thực chắc là, cũng lại là cái nhân chứng dựng lên thôi Các bạn hình dung mà nếu mà để điều tra kỹ ra thì tôi nói đơn giản mẹ cái thằng nhân chứng đấy là không cẩn thận thì mẹ làm rách việc đấy tôi nói đơn giản đúng không bây giờ nói đơn giản một cái vụ mà một cái thằng nó đi giết người mà bây giờ bảo nó cái ta cái tang chứng đúng không tang vật của vụ án đúng không mà nó còn không tìm được cái tăng vật vụ án ở đâu thì tôi nói các bạn nghe một câu là bảo nghe ra chợ đi mua giao mới thước về bắt đầu đặt tội chứ bảo nó nhận thì đương nhiên tôi nói các bạn nghe bây giờ làm trong kho ai đi giám định thì người ta biết ngay đúng không đã không có nhân chứng không có vật chứng mà bây giờ phải xác định rõ ràng là người ta phải trọng chứng đúng không hơn trọng cung chứ hay trọng chứng hơn trọng cung nó phải có thứ nhất là trọng trọng cái nhân chứng cái thứ hai là trọng cái vật chứng đúng không rồi mới đến cái cung chứ còn bây giờ nói đơn giản cái ông việt nam này mẹ ông cứ nhét ra vào tù ông đánh người ta đến mức độ mẹ bắt người ta phải nhận không đánh cho có có đánh cho chừa các bạn nhưng mẹ nó khốn nạn đến mức độ thế tức là không thì nó đánh cho có cố nó đánh cho chừa tôi nói với các bạn nghe đánh nhầm hơn bỏ soạn các bạn đi thì tôi hỏi các bạn một câu làm sao mà cái việt nam này nó không lắm lắm tội đúng không Đúng không? mà những cái thằng mà đặt tội cho cái thằng hồ duy hải này tôi nói đơn giản với phước của hồ duy hải nó quá lớn luôn những thằng đặt tội cho hồ duy hải thì các bạn biết rồi mẹ mày đều là đa số là chết bất đắc kỳ tử mấy cái loại chết chết không lành mà chết rất nhiều ấy tức là cái thời gian cách đây khoảng năm bảy năm rồi tôi đã thấy là nó chết đến bốn năm thằng điều tra viên rồi là thanh tra viên rồi là những cái thằng ấy chết rất nhiều không biết đến bây giờ nó đã chết chết đến gấp đôi chưa <laughs> vì lý do là lâu lắm thì tôi không để ý cái vụ ấy nữa vì tôi nghĩ là, là, là nó bị bắn đâu rồi nhưng hôm nay thì tự dưng mấy hôm nay lại nghe thấy bảo mang ra xử lại vì lý do tôi thấy có cái án tử hình mà đến mức độ mười, nhận án tử hình thì lâu lắm rồi mà đến 13 năm nay mà vẫn chưa tôi nghĩ là sôi thịt từ lâu rồi tôi nghĩ là 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 bị, bị bị, giết từ lâu rồi mà mình cũng nghĩ rằng là nếu mà nó bị giết thì cũng là một cái nó cái để cho toàn dân biết rằng cái luật pháp như nào các bạn thấy các bạn không thể tưởng tượng được cái vụ án này ấy mà với bọn giang hồ đấy nó cũng nói nó bảo tốt nhất là tức là ngồi ngồi nói chuyện nhau chỉ ngồi trong xó kín thôi các bạn hình dung để mà nói chuyện thôi. hôm nay nó cái vụ xử thì mình mang ra mình cũng gọi là tham khảo một chút các bạn hình dung mà mình chỉ nói đến vậy thôi thế cho nên là nếu có thì để mình uh, xem tình hình nhá có gì mình lại lúc nào mình lại lên mình lại chém chuyện tiếp